Chó cưng đeo kính. Sao nó loạn choạng như say rượu thế Liên? Mắt nó mờ lắm. Tớ cho nó đi khám bác sĩ thú y rồi. Bác sĩ kết luận nó nhìn hơi xa một chút là mờ ảo, không thấy gì. Như chứng cận thị ở người ấy. Nó cận khéo nặng hơn tớ. Thật thế à? Lần đầu tớ nghe chó bị cận đấy. Ừ, trước nó nhanh nhẹn lắm. Thế mà gần đây đâm thế đấy. Ngoan quá này. Nó thấy tớ đi với cậu nên không cắn gì này. Có khi vì nó không nhìn rõ cậu nên tưởng cái na em tớ ấy. Nói thế, dù nó không nhìn rõ nhưng giống chó khôn lắm. Nó nhớ được hơi người nữa đấy. Mong nó sớm hồi phục. Từ hồi nuôi chó đến giờ, tớ quý nhất là con tu ma này đấy. Ờ, đầu mất rồi. Liên ơi, ra mẹ bảo. Có chuyện gì vậy mẹ? Con có cất bộ áo da hôm qua mẹ mới mua cho ba con không? Dạ không có. Thế thì trộm lấy mất rồi. Trời ạ, bộ áo đắt lắm. Chán ghê cơ. Nhà có con chó mà cũng như không ấy. Mẹ tính không nuôi con tu ma này nữa đâu. Mẹ đừng giận mà, để con dạy nó lại. Tu ma, ra ngoài đi, mẹ biết là mày chết chắc đấy. Ra đi, lát nữa bạn tao sang chơi, rồi tao dắt đi dạo nha. Lại là con tu ma. Dạ, con... Con biết không, đây là chiếc bình kỷ niệm bà ngoại tặng mẹ. Mẹ giữ nó đã mấy chục năm rồi đấy. Lần này thì mẹ quyết định bán nó nha. Con đừng có xin nuôi nó thêm nữa. Dạ, con xin lỗi mẹ. Tu ma ơi, tao phải làm sao bây giờ? Tiên ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ tớ bắt bán con tu ma rồi. Cậu để tớ nuôi tu ma cho. Ba mẹ tớ dễ tính lắm. Tớ sẽ chăm sóc cho nó. Được vậy thì tốt quá. Không phải bán con tu ma đi, tớ biết ơn cậu lắm. Không có gì đâu mà, tớ cũng rất yêu chó. Tu ma à, cố lên nha. Tao thương mày lắm đó. Mấy tháng sau, Tu ma, mày đấy sao? Liên đấy à, vào đây cậu. Mình sắm mấy chậu cây rồi dạy con tu ma lần theo dấu cây mà đi đấy. Vì làm kính cận cho nó khó lắm. Cặp kính cận nó đang đeo đôi khi vẫn bị mờ. Cũng phải mất gần 2 tháng thì nó đi thạo và không bị loạn choạng nữa. Mình đã xin phép ba mẹ sắp xếp lại phòng khách đấy Liên ạ. À, để đồ đơn giản để tu ma không bị va chạm. Lúc này tớ thấy xấu hổ quá An à. Tớ đã chỉ biết than khóc mà không tìm ra được giải pháp gì giúp cho tu ma. Tu ma vẫn nhớ cậu đấy. Cậu có muốn mang nó về không? Giờ thì nó ổn rồi. Mẹ tớ không cho nuôi chó nữa rồi. Cậu là người chủ mới tuyệt vời của nó. Người đã kiên trì giúp tu ma bằng trái tim yêu thương dành cho một người bạn thật sự. Tớ sẽ chăm sóc nó. Cậu đừng buồn nhé. Tu ma vẫn luôn nhớ cậu mà. Truyền thuyết đàn mã đầu cầm. Ngày xưa ngày xưa, trên thiên đình có một vị tướng quân, người đứng đầu đoàn thiên tướng Oai Phong. Đêm đêm, tướng quân thường cưỡi ngựa xuống phàm trần. Cứ khi gà gáy canh ba thì chàng phải trở về trời trước khi vần ô ló dạng. Nếu không, cửa trời sẽ đóng và chàng sẽ bị đày đọa mãi mãi dưới trần gian.
vị tướng nhờ có con Thiên Lý Mã chớp mắt chạy xa ngàn dặm, nên trời vừa nhá nhem tối, chàng đã đến Hồng Trần và có thể nấn ná đến khi gà gáy canh năm trở về trời cũng kịp. Mời chàng vào trong này trò chuyện. Đến sớm về muộn nhờ con Thiên Lý Mã, chàng có đủ thời gian gặp một nàng thôn nữ và đã cùng nàng trao đá đổi vàng. Cứ thế đã trở thành một thói quen. Đêm nào nàng thôn nữ cũng đợi chờ người yêu trước cửa lều trên thảo nguyên. Cả hai cùng thưởng trà, tâm sự họa tranh, đọc thơ. Cả hai rất hòa hợp và yêu nhau thắm thiết. Màn đêm buông xuống, khi tiếng vó ngựa vang lên là người tình đã hiện ra trước cửa lều. Nàng thôn nữ không còn cảnh cô phòng chiếc bóng. Quen chàng đã lâu, thiếp vẫn chưa biết chàng từ đâu đến. Ta đến từ thiên đình. Cứ khi trời sắp sáng, chàng lại đi mất. Chàng đi về đâu vậy? Ta phải trở về thượng giới, nếu không Ngọc Hoàng sẽ trách tội ta. Ra là vậy, đó là lý do chàng chẳng bao giờ ở đây tới sáng. Nàng lén chuẩn bị một con tuấn mã. Khi chàng từ giã, nàng cũng giục con tuấn mã chạy theo để xem chàng đi về đâu. Nhưng làm sao một con tuấn mã ở hạ giới theo kịp con Thiên Lý Mã chốn thiên đình? Chàng đừng đi, hãy ở lại đây cùng thiếp cho tới ngày hôm sau. Công việc của ta trên thiên đình còn rất nhiều, ta không thể bỏ cả để ở lại dưới trần. Mỗi đêm chúng ta được gặp nhau như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Thật khó hiểu, con Thiên Lý Mã của chàng trông gầy còm như thế mà sao nó có sức chạy như bay vậy? À, thảo nào, như vậy chẳng chạy mau sao được. Thì ra phía sau mỗi chân ngựa có một cặp cánh nhỏ. Nếu không có cặp cánh, ngựa thần không thể đưa chàng về trời. Ta sẽ giữ chàng ở mãi bên cạnh mình. Vì quá yêu chàng thiên tướng, nàng thôn nữ đã liều lĩnh dùng dao cắt đi 4 chiếc cánh nhỏ ở chân của Thiên Lý Mã, với suy nghĩ ngây thơ rằng làm như vậy sẽ khiến chàng không thể về trời và mãi ở bên nàng. Tuấn Mã ơi, sao hôm nay ngươi không còn sức phi mau như gió? Cố gắng lên đi, ngươi có thấy vườn ô sắp ló dạng rồi chưa? Mau đi Tuấn Mã, cố gắng thêm đi, cố gắng thêm nữa đi. Nếu không, chúng ta sẽ không thể đến kịp trước khi cửa trời khép kín. Thiên Lý Mã ơi, Thiên Lý Mã, ôi! Nàng ơi, giờ ta phải làm sao để trở về? Trời ơi, sao thế này? Thiên Lý Mã ơi, Thiên Lý Mã ơi. Chàng thiên tướng khóc tiếc quãng đời, địa vị của mình trước đây. Chàng khóc cho cái chết của ngựa quý, khóc cho mối tình tan vỡ với nàng thôn nữ. Chàng khóc thương Thiên Lý Mã, ôm đầu ngựa vào lòng. Khi giọt lệ của chàng rơi trên mình ngựa, ngựa biến thành đàn, đầu ngựa thành đầu đàn, đuôi ngựa thành dây đàn. Khi lấy lông đuôi làm bả cung kéo lên dây đàn sẽ phát ra những âm thanh bi thương. Về sau, người Mông Cổ gọi nó là đàn mã đầu cầm. Họ thường gảy đàn mỗi khi cảm thấy chất chứa tâm sự, ai oán trong lòng. Tham Vẫn Hoàng Thâm. Dạo này buôn bán ế ẩm quá. Ông chủ. Chào quý khách muốn mua gì? Tôi muốn bán trang sức. Thôi, ông mang đi đi. Đàn ế ẩm thế này, tôi không mua đâu. Ấy, ông đừng từ chối vội, xem hàng của tôi đã. Chà, đẹp quá. Đây là những thứ quý giá nhất mà trước khi qua đời, ông nội tôi để lại. Giá của nó ít nhất phải 5.000 lượng. Cái gì? 5.000 lượng? Thôi, ông mang đến tiệm khác mà bán. Tôi đi mấy cửa tiệm rồi, chỉ thấy tiệm của ông là đáng tin nhất. Hay là thế này, tôi cứ để chúng lại đây, nhờ ông bán hộ. Nếu bán được thì tôi sẽ cho ông 2.000 lượng. Còn không bán được thì ông cho tôi xin lại 2.000 lượng. Dù sao thì mình cũng chẳng mất gì.
khi không lại kiếm được 2.000 lượng. Tội gì chứ? Được, tôi đồng ý. Vậy ông cứ để chúng lại đây. Cảm ơn ông, nhưng phiền ông làm giúp tôi văn tự biên nhận. Được. Cảm ơn ông. Đúng là ông trời thương mình, trong lúc khó khăn lại có mối làm ăn hời thế chứ. 2 tuần rồi mà chưa có ai mua. Nghe đến số tiền lớn vậy, họ đã chạy mất dép rồi. Ai da, coi bộ cũng chẳng dễ ăn đâu. Chào ông. Nghe nói tiệm của ông toàn đồ quý hiếm, tôi có thể xem chúng được không? Vâng, đúng rồi, đồ quý hiếm đây ạ. Đúng là quý hiếm. Tôi muốn mua chúng, ông bán bao nhiêu? Ông muốn mua chúng thật sao? Phải, ông bán bao nhiêu? Nên nói giá bao nhiêu bây giờ? Trông ông ta có vẻ giàu có, chắc là nhiều tiền lắm đây. Thế này nhé, tôi trả 8.000 lượng, ông xem có được không? Hả? 8.000 lượng? Có, tôi bán. Trúng mánh rồi, mình có thể kiếm 5.000 rồi. Tôi đang có việc phải đi xa nên không tiện mang theo đồ quý báu. Đây là 1.000 lượng tôi đặt cọc trước, ông không được bán cho ai đâu nhé. Nửa tháng sau tôi sẽ trở về trả tiền và lấy hàng. Nếu sau nửa tháng mà ông không quay trở lại thì sao? Thì 1.000 lượng đó sẽ thuộc về ông. Nhưng nếu tôi quay lại mà không còn hàng thì ông phải bồi thường gấp đôi đấy. Được, hẹn ông nửa tháng nữa. 10 ngày sau, đã gần hết thời hạn rồi, sao vị thương gia đó vẫn chưa đến lấy hàng nhỉ? Cơ mà như thế lại càng hay. Mình đã cầm 1.000 lượng rồi còn gì. Ông chủ, ông đã bán được giúp tôi chưa? Vẫn chưa, nhưng có người đặt mua rồi, mấy ngày nữa sẽ đến lấy hàng. Ông yên tâm. Những mấy ngày nữa ư? Nhưng tôi đang cần tiền gấp. Ở quê báo tin cha tôi lâm bệnh nặng, tôi phải về lo chữa trị cho ông. Ông cho tôi xin lại số châu báu đó, tôi mang đi nơi khác bán vậy. Không được, tôi đã hẹn với người ta rồi. Nhưng chúng là đồ của tôi, tôi chỉ gửi nhờ ông thôi mà. Ông bán được đã đành, giờ chúng vẫn còn ở đây thì phải để tôi mang đi chứ. Tôi đang cần tiền. Hay ông cố gắng chờ thêm vài ngày nữa. Ông có điên không? Cha tôi đang rất nguy kịch, chờ là chờ thế nào? Ấy, ông đừng có nóng, để tôi từ từ nghĩ cách đã. Làm thế nào bây giờ? Giữ lại cũng không được, mà để ông ta mang đi cũng chẳng xong. Hay là thế này nhé, tôi sẽ ứng cho ông 3.000 lượng để giữ lại hộp đồ đó. Ông nghe có được không? Thế cũng được. Dù sao mấy ngày nữa là mình lãi 5.000 lượng rồi. Trả trước cho ông ta cũng có sao đâu. Sao? Lấy được tiền chưa? Đây, 3.000 lượng. Đúng là thằng ngốc. Hắn ta không ngốc đâu, chỉ có điều lòng tham đã làm mờ mắt hắn. Đúng là đáng đời kẻ tham lam. Tiền dư. Đây, của cháu đây. Cảm ơn cháu nhé. Chị đợi tôi một chút nhé. Cháu mua mấy chiếc nào? Dạ, 1 chiếc ạ. Bà Tám ơi, bán nhanh lên, chúng tôi muộn mất. Được rồi. Tại hôm nay bỗng nhiên mọi người mua bánh giò đông quá mà. Các cô, các cháu thông cảm nha. Ôi, mình được trả tiền thừa. Ôi, số mình thật là hên quá đi. Mình đưa có 20.000, mà bà Tám lại tưởng mình đưa 100.000. Ôi chà, bữa nay Dũng đại gia ghê. Tớ bảo này, chiều tan học tớ với cậu đi mua súng nước đi. Loại to nhất ấy, tớ sẽ mua cho cậu 1 chiếc. Rồi tớ với cậu sẽ đánh bại thằng Hùng với thằng Quân luôn. Ừ, chúng nó có súng nước to hơn nên tớ với cậu toàn thua. Thật là mất mặt quá đi. Lần nào các cậu cũng thua hết, thật là chán quá đi. Bọn tớ cũng muốn thua mà không được. Cậu mua cho tớ 1 chiếc súng nước thật hả? Ừ, tớ với cậu cùng một đội mà. Thế cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Bây giờ không phải đóng tiền học, cũng không phải mua sách. Làm sao mà tự dưng bố mẹ cậu cho cậu nhiều tiền thế? Cậu cứ bình tĩnh nghe tớ giải thích đã. Sáng nay tớ mua bánh giò chỗ bà Tám. Bà Tám nhầm nên trả dư tiền cho tớ. Hả? Làm sao mà cậu phải hốt hoảng? Mà cậu phải nhớ giữ bí mật đấy. Tớ sẽ mua súng nước cho cả cậu nữa cơ mà. Trời ơi,
Bà Tám trả nhầm cho cậu nhiều tiền như thế, chắc ngày hôm nay bà chẳng lãi được là bao. Cậu đem trả lại cho bà Tám đi. Sao tớ phải trả? Cậu cứ lo xa à? Hôm nay đông người mua bánh giò lắm. Với lại bà già rồi nên sẽ không nhớ là đã trả nhầm cho tớ đâu. Ý tớ không phải như thế. Tớ không lo bà Tám có nhớ trả tiền nhầm cho cậu hay không, mà tớ thương bà Tám. Cậu cũng biết là buổi sáng bà Tám bán bánh giò ở cổng trường mình. Nhưng chắc cậu chưa biết, hôm nào bà cũng đạp xe đi bán bánh khắp ngõ ngách tới tận khuya mới về. Tối nào lúc tớ chuẩn bị đi ngủ cũng nghe thấy tiếng rao của bà Tám. Mẹ tớ còn bảo chồng bà Tám đang bị bệnh, con cái thì không có nên bà phải một mình vất vả kiếm sống. Ai bánh giò đi? Ai bánh giò nào? Cậu không thương bà Tám lại còn lấy tiền của bà ấy nữa. Thì tớ không biết nên mới vậy. Sáng mai tớ đem trả bà Tám tiền là được chứ gì. Cậu tức giận làm cái gì? Giờ mà thú nhận thì xấu hổ quá. Hay là mình cứ âm thầm đưa trả lại cho bà ấy thôi. Này cậu, cậu có mua bánh không thì đi nhanh lên, người ta còn mua nữa chứ. Dạ, bà cho cháu một chiếc bánh giò ạ. Đây, bánh của cháu đây. Này cháu ơi, cháu trả dư tiền cho bà rồi nè. Nè, cháu ơi. Tớ trả tiền bà Tám rồi. Thấy bà Tám nói sao? Bà Tám chả nói sao cả. Cảm ơn chị, lần sau chị lại mua bánh của tôi nữa nhé. Tất nhiên rồi, bánh giò bà Tám là ngon nhất. Chào bà Tám nhé, tôi đi nha. Chà, mấy hôm nay bán được ghê, vẫn còn sớm quá. Có khi từ mai mình phải làm thêm bánh để bán thôi. Mà không biết cái thằng bé sáng nay trả nhầm tiền cho mình nó học lớp nào nhỉ? Đang là học sinh thì làm gì có tiền. Có khi mất nhiều tiền thế, còn bị bố mẹ mắng cũng nên. Tội nghiệp, chuyện mình phải quay lại để trả tiền cho thằng bé mới được. Thằng bé kia rồi. Tại cậu bảo tớ trả tiền bà Tám nên giờ chẳng còn tiền mà mua súng nước nữa. Chúng ta chơi bằng cái cũ cũng được. Chơi vui là chính mà. Cậu vừa làm một việc tốt nên vui mới phải. Thôi, cậu đừng có ủ rũ nữa. Này cháu ơi. Dạ, cháu chào bà. Sao giờ này bà vẫn ở đây? Bà vẫn chưa bán hết bánh à? Lúc sáng bà nhận dư tiền bánh giò của cháu. Lúc đó bà gọi mà cháu không nghe thấy. Bà đợi mãi tới giờ tan trường. May quá, gặp được cháu ở đây rồi. Trời ơi, bà Tám thật là tốt quá. Vậy mà hôm trước mình còn mừng khi bà trả tiền dư cho mình nữa. Ôi, mình thật là xấu tính. Thế là thế nào hả Dũng? Cháu sai rồi. Cháu xin lỗi bà Tám. Sự thật là hôm qua cháu nhận tiền dư của bà mà không đem trả lại. Hôm nay cháu xấu hổ nên khi đưa cho bà cháu không dám nói thật. Bà ơi, cho cháu xin lỗi nha bà. Cháu biết nhận lỗi là tốt rồi. Bà không trách cháu đâu. Bà già rồi nên hay quên, hay lẫn. Bà cảm ơn cháu đã đem trả lại cho bà số tiền dư nhé. Cảm ơn cậu nhé. Dạy cho người sắp chết. Cho tôi một bát phở bò tái. Của cậu đây. Đúng nó rồi, nó đã được ra tù rồi cơ à. Chết thật, anh để cái xe máy ở ngoài sân, anh về cất đây. Em ra ngoài chợ mua thêm mấy cái khóa loại tốt nhất, đắt nhất đi. Ăn đã anh, mình đã ăn được gì đâu, nó vẫn còn ngồi kia mà. Mà biết đâu đi tù về nó lại hoàn lương, chăm chỉ làm ăn thì sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đã là tên trộm thì suốt đời vẫn là tên trộm thôi. Em đừng ngây thơ như thế. May mà cảnh sát gô cổ nó vào tù. Khu phố mới có 2 năm được bình yên. Bây giờ nó về rồi hả? Nhà cửa các thứ phải cẩn thận. Thôi, ăn nhanh lên đi anh. Kiểu gì cũng phải về trước nó. Ba Hồng, cậu Nghĩa có nhà không? Có chuyện gì thế cô Thương? Bà xem đi, cả nhà tôi sáng chỉ ra ngoài khoảng vài tiếng rồi về. Thế mà về đến nhà, cửa khóa đã bị bẻ. Ý cô là... Là cậu đã bẻ khóa vào nhà tôi lấy cắp đúng không? Nếu không phải cậu ở ngay sát nhà, thì làm sao trộm biết cả nhà tôi đi vắng chứ? Không phải tôi lấy. Nghĩa ơi, cô phải còn làm thì nhận đi, rồi xin lỗi người ta. Mau trả lại đồ cho nhà cô ấy. Mẹ,
Cô thương à, cô bớt giận. Xin lỗi cô, con chạy cái mang. Cô xem nhà mất gì, mai mốt tôi sẽ mang sang đền cô đầy đủ. Không việc gì phải đền, con không ăn trộm của ai hết. Cây ngay không sợ chết đứng. Cô làm ơn giữ bí mật giùm tôi, nó mới ra tù, vẫn đang trong thời gian quản thúc. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc nó chết mất cô à. Cô rủ lòng từ bi, tha lỗi cho con tôi. Dù có đi ăn bài, tôi cũng sẽ đợi cô. Tôi hứa đó. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Con đã bảo là con không lấy. Tại sao mẹ không tin con? Tại sao? Tại sao mình muốn làm lại mà không ai tin? Không ai tin mình. Được, nếu các người đã muốn vậy thì tôi cũng sẽ như vậy. Đứng lại, đêm hôm khuya khoắt, cậu đi ra ngoài đường làm gì? 1504, đây rõ ràng là xe của ông chủ tịch xã mà. Tưởng ai, hóa ra cậu Nghĩa. Cái xe máy này rõ là xe của nhà bác chủ tịch xã. Sao giờ nó trong tay cậu? Là ông ấy cho tôi mượn. Mượn? Giữa đêm hôm khuya khoắt này ư? Mau dắt xe quay lại nhà ông ấy để tôi xác minh. Có chuyện gì vậy chú? Đây có phải là xe của anh không? Tôi bắt được cậu này đang dắt chiếc xe máy này trên đường. Cậu ta nói anh cho mượn, có đúng vậy không? Đúng là tôi cho cậu ấy mượn. Cậu ấy nói là nhà đang có việc gấp cần xe mà. Hóa ra là thế. Vậy tôi yên tâm rồi. Đã làm phiền cậu rồi, cậu thông cảm cho. Trách nhiệm của chúng tôi là vậy mà. Thôi, tôi xin phép. Ông, rõ ràng ông biết, mà sao còn giúp tôi? Tôi còn lạ gì cậu chứ. Cậu là Nghĩa, con bà Hồng, ông Trung ở thôn 2 phải không? Ngày xưa tôi cũng có quen biết ba cậu. Ba cậu rất hiền lành, chất phác lắm. Ai cũng quý ông ấy. Tôi thấy cậu vẫn còn rất trẻ, còn cả cuộc đời dài ở phía trước. Tôi muốn cho cậu một cơ hội sửa sai, để làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời ư? Khó lắm. Đến cả ba mẹ, những người tôi yêu thương nhất, cũng không một ai tin tôi. Trong mắt họ, tôi mãi cũng chỉ là một tên trộm. Giờ có muốn làm lại, cũng không ai còn tin tôi nữa. Cậu đã để mất lòng tin một lần. Để có lại được nó không phải dễ. Nếu cậu thật sự muốn tu thân thì chỉ còn cách là cố gắng sống thật tốt để chứng minh tất cả là do bản thân mình quyết định, không thể mong chờ vào người khác. Nhưng mà chàng trai, tôi tin cậu. Cảm ơn ông. Nhất định tôi sẽ không phụ lòng tin của ông. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.